Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2018. Chúng ta học phần lộ tục sinh. Chữ tục sinh đây có nghĩa là tái sanh. Khi chúng ta chết mà chúng ta không phải là người đắc đạo quả thì chắc chắn là chúng ta còn tái sanh. Có nghĩa là còn luân hồi. Chết rồi tái sanh. Mà tái sanh về đâu thì tất cả đều do cái sự dẫn dắt của nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì mà nó khởi lên trong cái suy nghĩ của chúng ta. Nó lộ ra bằng cái lời nói. Nó lộ ra bằng cách ứng xử. Và nó thông thường đó là nó lặp đi lặp lại. Nó có hai cách lặp đi lặp lại. Cái cách thứ nhất á là nó lặp đi lặp lại trong tâm. Và cách thứ hai đó là nó lặp đi lặp lại thành một cái thói quen trong cái đời sống. Cái thói quen suy nghĩ, cái thói quen nói năng nằm trong cái phong cách nói năng. Cái thói quen ứng xử nằm trong cái cách ứng xử. Và nếu chúng ta khảo sát về mình thì chúng ta sẽ thấy là trong tâm chúng ta những cái điều đó nó lặp đi lặp lại. Rồi khi nó diễn tả ra ngoài nó cũng lặp đi lặp lại. Nhưng trong tâm lặp đi lặp lại nhiều hơn là ở bên ngoài. Và như vậy thì cái mà trong cái đời thường đó, người ta thấy sự lặp đi lặp lại đó, người ta nói cái tánh của cái người đó là như vậy. Hoặc bản thân mình đó, mình thấy, mình cũng thấy là cái tánh khí của mình đó là như vậy. Cái tánh khí đó như chúng ta đã biết rồi, nó chính là những cái tập khí. Như vậy nghiệp đây là thói quen. Thói quen hiện ra trong ba cái. Thứ nhất là trong suy nghĩ, tức là từ trong ý. Từ trong lời nói là khẩu. Và cái thứ ba từ trong cái ứng xử, tức gọi là thân hành. Khẩu hành và ý hành. Và những cái thói quen này nè, nó hình thành nên những cái tập khí. Tập khí này có tập khí tốt và có những cái tập khí xấu. Tập khí tốt nó hình thành cái tánh tốt. Tập khí xấu hình thành tánh xấu. Và tốt này là thiện và xấu này là bất thiện. Và như vậy nó hiện rõ cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, là bao giờ cái hoạt động trong cái tâm của chúng ta nó có phần thiện và phần bất thiện. Phần thiện đây. Và nó có một cái phần thứ hai nữa sáng chói hơn, thì đó là cái phần thiện trí. Đó là cái phần trắng đây. Thiện và thiện trí nằm đây. Và trong những cái thói xấu của chúng ta thì nó có hình thành ba cái pháp gọi là tham, sân và si. Chi tiết ra thì nó triển khai trong các cái sở hữu bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây. Còn những cái pháp thiện nó triển khai ra thành 25 cái sở hữu tịnh hảo. Và đây là những cái nét khái quát. Còn đối với mỗi một cái người đó thì những cái pháp tốt cũng như pháp xấu đó, mỗi người có cái đặc điểm riêng, không ai giống ai cả. Là bởi vì đó do cái sự pha trộn của mình. Và sư cô vẫn đưa ví dụ á, đây là cái hộp màu giống nhau nhưng mỗi người pha màu khác nhau. Những màu sáng cũng như màu tối, tất cả đều chúng ta pha màu khác nhau. Có nghĩa là cái xấu và cái tốt mỗi người cũng khác nhau. Nhưng mà trên cái đại thể, trên cái chung nhất đó, thì nó không đi ra cái thiện, thiện trí và các pháp tham sân si. Nhưng những cái hiện tượng mà nó hiện ra nơi mỗi người đó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi chúng ta tu tập
mà chúng ta thấy biết cái hoạt động của thân tâm mình. Như chúng ta hiểu rằng tất cả những cái sắc pháp nằm ở thân chúng ta đây, mà cái chủ yếu trong cái hoạt động của thân đó chính là cái hệ thần kinh nó phủ trùm khắp hết đây. Tất cả những này là do quả nghiệp tạo ra. Đồng thời khi chúng ta nuôi dưỡng cái sự sống này thì nó do tâm tạo ra, nghiệp tạo ra, tâm tạo ra, thời tiết tạo ra, và vật thực chúng ta ăn uống hàng ngày tạo ra. Như vậy sắc pháp này nó được tạo ra do bốn yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy khi chúng ta tái sanh với tất cả bốn cái sắc nghiệp này, và từ cái chỗ chúng ta tái sanh chúng ta phát triển cho đến khi chấm dứt đó, thì bốn cái này trong cái hoạt động của nó trong kiếp sống chúng ta, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sắc pháp này. Nó làm cho cái sắc pháp này đó tốt đẹp hơn lên, hay là nó đi vào con đường suy thoái, hay đi vào con đường tật nguyền của nó, đều ảnh hưởng của nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy từ cái ăn cái uống của chúng ta, ăn uống này nằm trong khẩu vị, và khẩu vị này là những cái cảm thọ từ tiền kiếp mang đến ngày hôm nay. Và cái ăn uống này, những cái vật thực mà chúng ta ăn uống quen thuộc á, thì bây giờ nó tái lập trở lại. Cho nên chúng ta khảo sát cái này để biết. Thí dụ này nó đụng chạm dữ quá, nhưng mà thí dụ này phải nói. Thí dụ như cái đời này chúng ta ăn mặn không bỏ được, rồi bởi vì nó nghiện thịt súc sinh, nó không thể bỏ được. Hãy bỏ nó thì cái người nó lao đao, nó giống như nó đi, nó bay bay trên cái mặt đất vậy, làm việc không có được. Cũng như một người nghiện rượu đó, sáng không cần ăn sáng, chỉ cần uống rượu vô thì làm việc được. Nghiện cà phê thì sáng chỉ uống cà phê làm việc được. Nghiện thuốc lá, nghiện bất cứ cái gì mà thiếu nó thì nó sẽ trở thành ra nó là rất là khó chịu, nó bất an. Thành ra chúng ta nghiện thịt súc sinh, bỏ không được, bỏ nó bệnh, bỏ nó mất sức, và cứ ngỡ rằng đó là thức ăn tốt nhất. Thức ăn này không có tốt nhất, cái tốt tối đa của nó có 50% thôi. Tối đa nó 50% là tại sao? Vì ăn cái thức ăn mà thuộc về súc sinh á, thì nó có 50% á là nó phải có cái cộng nghiệp sát. Còn 50% lại đó, nó nuôi dưỡng cơ thể, nhưng mà nói cái đỉnh cao của nó và công bằng của nó thì cao nhất của nó là 25% nó nuôi cơ thể, nhưng 25% còn lại đem cái mầm bệnh tật vô để khơi lại trong tất cả những cái yếu tố mà mình đã mang từ cái dòng nghiệp tái sanh của mình đây, để nó khơi lại những cái bệnh tật của mình. Đó là con đường thấy rất rõ. Chúng ta đi các nước mà những cái người mà ta ăn cái thức ăn rau rau quả đó, người ta không có cái, người ta không có ý nghĩ gì tôn giáo hết, nhưng người ta cảm thấy rằng người ta ăn những cái thức ăn mà không có thịt động vật thì cái người ta nhẹ hơn vậy thôi, người ta cảm thấy tốt hơn là người ta ăn vậy thôi. Thì chúng ta thấy cái cảm nhận đó hoàn toàn chính xác. Thì chúng ta chia 100% đi. Bây giờ một cái người ăn chay, cái cộng nghiệp sát thấp, thật là thấp. Tại sao vậy? Tại vì khi người ta làm ruộng hay ta trồng hoa màu, người ta cũng phải có những cái con này con kia, con sâu con rầy con này ăn chẳng hạn gì, người ta cũng có phải đào đất lên, người ta cũng có phải phạm cái sát sanh, nhưng mà nó nhẹ. Vì ta không cố ý phạm những chúng sinh đó. Mà khi những cái chúng sinh đó, cái thân hình nó bé chừng nào đó, thì cái sức mạnh về tâm linh của nó cũng theo cái sắc pháp của nó mà nó co cụm lại. Ăn thịt một con trâu khác à, một con voi khác à, một con cọp khác à, thấy không? Mà con cá lồng thông khác à, con tép bạc khác à, con tôm càng khác à. Thành ra cái cộng nghiệp sát của nó rất là thấp, cao nhất là khoảng 5% thôi. Còn lại 95% đó
thì cái tác động mà để tạo nên bệnh đó, nó cũng rất là thấp. Tại vì sao? Tại vì nếu như rau cải mình đừng có xịt cái thuốc tăng trưởng vào đó, thì cái độ mà nó kích thích những cái bệnh tật trong cơ thể của mình ít. Còn nếu mà cái chất tăng trưởng nó nhiều á, thì cái kích thích nó cao, nhưng vẫn không cao bằng động vật. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta nuôi dưỡng những cái thói quen, thói quen trong cái ăn uống là cái gì thế? Rồi bị rồi cái sắc thân này nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Cái này là khi mà sư cô ở bên Ấn Độ đó, thì những cái sư cô qua bên đó học đó là tuổi ví dụ như khoảng 40, thì những cái em ở Ấn Độ nó khoảng tuổi từ 25 đó là nó cực kỳ kinh ngạc, bởi vì nó 25 tuổi nhưng mà giống một cô 40 tuổi thì cô 40 tuổi trẻ hơn nhiều. Vì cái Ấn Độ đó cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, nó cực nóng và cực lạnh, thành ra nó là làm cho những cái sắc pháp mà nó ở trong cái nhiệt độ cao đó, nó mau bị làm cho hủy hoại nhanh hơn. Cho nên những người mà ở cái xứ lạnh đó thì họ trẻ lâu. Nó cái nhiệt độ nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Nhưng mà nó không đơn giản chỗ đó. Cái khi mình nổi nóng lên, cái nhiệt độ trong cơ thể mình thay đổi, nó cũng thiêu rụi những cái sắc pháp này. Nó làm cho tàn úa nhanh. Cho nên khi một người mà mắc cái bệnh đó, là bệnh ung thư chẳng hạn, mà khi người ta sợ hãi, người ta khủng hoảng, người ta bất an, bệnh tăng cực nhanh. Và cái này nói về tâm linh ha. Khi cái người mà tạo ra cái nghiệp sát, mình giết con rắn để ăn, đập đầu con cá để ăn, cắt cổ con lươn để ăn, nó khủng khiếp và nó sợ hãi vô cùng. Thành ra khi mình rơi vào trong cái bệnh mà nó nan y như vậy đó, khi mà bác sĩ nói là mình vướng vào cái bệnh đó, thì nó là một cái bản án giống như ai mà cầm con dao mà đâm vào trong cái cổ họng mình một nhát, rồi hai nhát, rồi ba nhát, thì cái khủng hoảng nó sẽ khởi sanh lên. Và bây giờ nó khởi lên sự sợ hãi, sự khủng hoảng, sự bất an, để làm cho cái bệnh đó tăng dọc. Rồi chưa kể một cái từ trường nữa, những người thân của mình khóc, những người thân của mình sầu muộn, nhìn mình với cặp mắt xót xa, tất cả đó là những cái từ trường xấu để nó làm cho nó cái bệnh tật này nó tăng lên cực nhanh. Rồi khi mà chạy chữa đó, thì đưa vào những cái hóa chất, mà những hóa chất này đó bản chất của nó là lửa, nó nung nóng hơn, thành ra những cái sắc pháp đó, nó héo tàn nhanh hơn, cho nên vô quá chất rồi tóc rụng xuống, người nó gầy sọp lên và nó rất là nóng nảy trong người, khó chịu trong người. Đó là cách chữa trị đưa đến một cái chết mà người ta sẽ chết trong cái nóng nảy. Và cái nóng đó chính là cái khổ đau, cái nóng đó chính là sự khủng hoảng, sự sợ hãi, sự bất an. Thì cái chuyện mà tái sanh này thì chúng ta đã thấy rồi. Cái giờ cận thử đây, đau đớn về thể chất và tinh thần đây, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này nó sẽ tăng lên, nó nhuộm đỏ luôn. Và như vậy đó, tất cả những cái này nè, nó in hình vào trong cái tục sinh này, thì chắc chắn là cái con đường tái sanh không có cái gì sáng sủa cả.
Và khi chúng ta ăn hàng ngày, nó nằm trong cái ứng xử đó. Cho nên làm sao tránh được? Chai mặn đều như nhau, đúng chỗ nào và chỗ nào cần phải nói thêm. Chai mặn như nhau nằm ở chỗ cái tâm khi ăn. Sân si tật ấy không chừa, bo bo giữ lấy muối dưa làm gì? Cho nên là khi chúng ta hành cái thiền ăn đó, thì chúng ta phải ăn khi nào cái tâm chúng ta đó thoát ra khỏi tham sân và si. Tức là khi nào chúng ta ăn, khi chúng ta thấy muốn ăn cái món xào này, chúng ta thấy đó là khi mình nhìn ba món thì mình thấy mình muốn ăn cái món này, mình thấy rõ tâm mình muốn, thì cái tay của mình nó sẽ cử động, nó đưa đến, nó gấp. Nó gấp rồi nó đưa vào miệng. Nếu đưa từ đây nó đưa vào miệng mà mình thấy rõ đó, thì đó là mình sáng suốt. Nhưng nếu mình không thấy rõ, nó đưa vội vào trong miệng. Đưa vội vào trong miệng đó, mà mình thấy rồi đó, thì nó sẽ nhai từ từ, rồi nó thấy rõ động tác nhai, phong đại hoạt động. Thì khi nó thấy rõ như vậy đó, còn nếu nó không thấy rõ, nó ngồm ngoàm. Và nó không thấy rõ, nó ngồm ngoàm, nó nuốt vô rồi, nó gấp vô nữa. Đang sột soạt soạt. Và nó ăn trong tham, trong sân và trong tâm tối. Cho nên khi mà chúng ta học về cái thiền ăn đó, thì tất cả những cái động tác mà để chúng ta đưa vào trong cái thức ăn, chúng ta đều thấy rõ hết, chậm rãi thấy rõ hết. Hoặc là khi mình thấy rằng nó ngon thì liền mình muốn nuốt liền để ăn cái khác, thì mình thấy như vậy là sân nó đang khởi sanh lên. Lúc mình thấy như vậy mình nuốt thoát. Còn không, chúng ta bị những cái tập khí. Chúng ta nhìn những cái đứa trẻ nó vô cái trường mẫu giáo, chúng ta nhìn thấy đứa trẻ. Có những đứa trẻ nó nhỏ, nhưng mà nó ngồi đâu đó đàng hoàng, nó múc ăn rất là gọn gàng, không có rớt xuống. Ăn đàng hoàng từ tốn. Còn những đứa khác múc để ra miệng rồi rớt ra, rồi hốt, rồi bỏ vô, làm đủ thứ hết. Thì chúng ta sẽ thấy ngay cái tập khí, thấy ngay cái nghiệp đó. Như vậy cái đứa trẻ mà nó ăn đâu đó gọn gàng, ngồi đâu đó tử tế đó, cái phước của nó từ nhiều kiếp tới bây giờ nó được đào luyện rất rõ ràng. Cái nếp này nó không phải có trong hiện kiếp mà nó có trong nhiều kiếp. Còn những cái đứa mà nó ăn uống thô tháo đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó không có được cái sự giáo dục rèn luyện này. Sống theo cái bản năng, nó đi trong nhiều kiếp. Và như chúng ta thấy cái đường luân hồi đó, là chúng ta đi trong nhiều kiếp, mà trong đó kiếp cầm thú ai cũng phải trải qua. Nhưng mà cầm thú này thuộc vào loại thú gì, cái đó cũng do nghiệp. Do những cái mà chúng ta hình thành từ trong ý, từ trong khẩu, trong thân, nó lặp đi lặp lại trong mỗi kiếp sống, và kiếp sống này nối tiếp kiếp sống kia, nó đi như thế. Cho nên là khi mà chúng ta hành thiền này để chi? Để thấy cái tập khí dục dạ này. Cho nên thông thường đó là khi mình về nhà đó, mình có cái điều kiện mình ăn riêng. Mình ăn riêng một mình để làm chi? Để thứ nhất mình thả nó ra. Tức là để cho nó ham ăn tối đa, để mình thấy cái ham ăn của nó. Còn mình ăn chung đó, nhiều khi lịch sự đó là mình cũng giữ. Thì cái lịch sự nó cũng tốt vậy, là cũng nhờ có nhiều người mà mình kiềm chế bớt, thì cái đó là cái tốt. Nhưng mà để tu á thì nên ăn riêng, đóng cửa lại không cho ai thấy, rồi cho nó ăn, cho nó đã theo cái ý muốn nó,
thì mới thấy nó ra sao. Vì hiểu chưa? Cứ cung phụng cho nó đi, rồi mới biết nó là ai. Rồi mình sẽ hỏi đó, bây giờ có nên cung phụng nó tiếp hay không? Cho nên là hai cách để chúng ta tu tập. Thứ nhất là chúng ta ở cái thiền viện hoặc trong những cái khóa tu để chúng ta biết vậy. Hai nữa là chúng ta ăn tập thể để nhờ cái lịch sự đó, cũng nhờ cái ngã mạng, nhưng mà nó duyên với cái pháp thiền đó, cho nên mình mắc cỡ quá, có tàm có quý thì nó bớt lại một chút. Nhưng mà lâu lâu phải đóng cửa cho nó ăn riêng. Nó muốn cái gì mua về cho nó ăn cái đó. Rồi đó là coi nó ăn thì mới biết nó là ai. Hiểu chưa? Cho nên là chúng ta phải khách quan. Chứ cô nói mình tu tập đó là ở cái chỗ nè. À, đây là cái con mắt của mình đây nè. À, con mắt của mình đây, mắt nè. Nó phải ngó xuống. Tất cả những cái này nó phải ngó xuống hết. Nó chiếu xuống. Nó chiếu xuống, nó coi hết. Tốt xấu nó đều coi hết. Nó chính là con mắt của thiện trí. Và đó là con mắt của thiền. Và một người thành Phật là ở chỗ đó, trong cái đời sống hàng ngày người ta vẫn có một cái đời sống như mình, cũng ăn uống, cũng ngủ nghỉ, cũng sinh hoạt vậy. Nhưng mà cái con mắt thiền này là nó kiểm soát 100%. Vậy đó thành Phật. Còn mình á, mắt nhắm mắt mở rồi nhắm luôn hai mắt cho nó khỏe. Đặng chi? Đặng nó hưởng nè. Vì chúng ta sanh ra trong cõi dục, hưởng chừng nào nó thỏa thích chừng đó. Cho nên nó che luôn nó hưởng. Tất cả những cái điều xấu của chúng ta đều nằm trong bóng tối, đều bị che khuất. Tâm chúng ta che khuất. Chính tâm tham nó có cái phần si trong đó che khuất. Trong cái tâm tham này, nó có một lửa là si đây. Bên đây nó là tham. Tâm sân này, đây là sân. Một cái nhân nữa là nhân si nằm đây. Còn đây là si toàn bộ. Cho nên khi những cái pháp nó khởi lên nó chi. Quý vị nhìn một người uống rượu nha. Khi mà mới vào thì thật ra người ta mặt mày ta vui vẻ. Uống một ly rồi nó đỏ lên, vui vẻ nữa, phấn chấn nữa. Nhưng mà nhìn con mắt là thấy có cái màn tối rồi. Và nó càng uống chừng nào cái mặt đần ra chừng đó, con mắt đờ ra chừng đó. Và hãy chụp những hình ảnh này để lại. Đây con đường nó tái sanh. Tái sanh trong bất cứ cảnh giới nào đều có cái sự đần độn nó xuất hiện trước tiên. Cho nên có phước sanh ra làm người, nhưng phước trí không có, sanh ra đần độn, đờ đẫn. Lần trước lớp này sư cô cũng nói rồi, tất cả những em nó bị tự kỷ đó, nhìn cái mặt nó khó phân biệt con trai con gái, bởi vì nó đần giống nhau, mặt giống nhau. Đó là gì? Đó là siêu. Và chúng ta sanh ra trong cõi dục, khi chúng ta tận hưởng những dục lạc trong thế gian này thì nơi đây nè, nó cuộn lại trong tham sân si, cuộn lại để đắm chìm trong cái sự thọ hưởng dục lạc, thấy không? Và rồi đây, khi mà cái sự đắm chìm trong cái dục lạc này đó mà nó bị cắt ngang hoặc nó bị sụp đổ thì cái mặt của nó lật lại là gì? Mặt của nó lật lại là sân. Nó sẽ đau khổ, nó tức giận và nó có thể rất ác. Thế nhìn nè, trai gái tà dâm. Đến khi có thai, một người chối trách nhiệm, một người cực kỳ sợ hãi, đau khổ và hoảng loạn, đưa đến phá thai. Có ác không? Đưa tới nghiệp sát liền. Này đi tu xuất gia nè, mà giới luật không gìn giữ thì nó phải đi tới chỗ này.
Cho nên nhiều cô trẻ trẻ xuất gia rồi, ngồi trên băng đá, tăng ni ngồi kế nhau, chính giữa là cái laptop để chỉ học cái này cái nọ. Cái học cái này cái nọ, kiến thức không biết bao nhiêu, nhưng mà khi hai cái sắc pháp này nó gần nhau đó, cái lực hút của nó cực kỳ nhanh. Và cái này trong giới luật phạm giới rồi, và không có thể nào mà một cái người nữ mà đi sát một cái người nam, nhất là tăng cái này, phải có một cái khoảng cách. Không có khoảng cách phạm giới, chứ đừng nói chuyện ngồi sát bên này. Quý vị thấy cái lực hút của âm dương, cái lực hút của giới tính cực kỳ mạnh. Đó là cái lực hút của cái việc bảo toàn loài giống. Không thể nào nói rằng mình có khả năng kiểm soát. Không thể nói được điều đó. Cha với con còn phạm, ông nội ông ngoại còn phạm với cháu ngoại cháu nội của mình. Bởi vì cái lực hút của nó cực kỳ mạnh. Tốt hơn nên có khoảng cách, nên có vật cách ngang. Vật cách ngang ở đời chính là chữ lễ. Lực cách ngang trong đạo chính là lực. Cho nên các cô các bà đi vào trong chùa, mình người nữ vào phòng riêng của tăng là phạm giới. Mình người nữ mà đưa cái món đưa vào tay của ông tăng phạm giới. Mình người nữ đứng kề sát ông tăng là phạm giới. Chụp tay ông tăng, nắm cáo ông tăng để kêu gọi phạm giới. Còn cái người nam cũng vậy đó. Khi gặp một cái vị ni, dù nhỏ dù lớn, dù già dù trẻ, thứ nhất không được đứng quá gần, cái thứ hai không được nắm áo bắt tay đập vai, rồi tất cả phạm giới, không tránh khỏi đâu. Lực hút nó cực kỳ ghê gớm. Và trong cái giới có nói rằng một ông tăng đau bệnh mà một ni vào chăm sóc, chỉ có tăng ni phạm giới, nhẹ nhất là phải phạt cấm phòng cái vị ni đó. Không thể. Bây giờ cái vị đó bệnh ha, mình chạy đi tìm một người nam, còn không đó phải mời bác sĩ hoặc y tá vào để người ta làm công việc của người ta. Hoặc một cái người nữ cũng vậy, không có được ở trong cái phòng riêng của cái vị tăng đó mà săn sóc. Nhiều người coi cái đó rất là tự hào, tôi đây rất là trong sạch, tôi không có cái tà ý đó, tôi giúp vị này hoàn toàn là kính trọng. Đó là cái miệng mình nói, còn cái lực nó hút. Cái lực nó hút mà. Quý vị nên nhớ rằng là xúc chạm. Xúc chạm rõ không? Xúc chạm nó không nằm ở cái chỗ xúc chạm như thế này không. Xúc chạm bằng cách giao lưu. Con mắt ngó qua ngó lại, đứng sát gần là giao lưu một cái từ trường. Năng lượng nó giao lưu. Phạm giới thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cả. Cho nên người ta ngày nay đó, đi tu đó rất coi thường giới luật, không có coi trọng đâu. Đừng có thấy là đi tu đông, trẻ trẻ vậy mà vội mừng, không có đâu. Nhìn xem cái cách người ta là biết. Biết tại vào đó làm gì. Mình phạm cái giới nhà Phật đó, nó không phải như phạm cái luật của xã hội. Cái giới của nhà Phật là thuộc về tâm linh, không có ai phạt mình hết, không có ai nói năng gì mình hết. Nhưng những cái đó ở trong cái tâm thức của mình, và nó đi trong cái con đường vi phạm của nó. Đây là vi phạm luật tâm linh, thì nó sẽ diễn ra trong tâm, nó sẽ câu thông với một cái hiện thực. Cái hiện thực đó là nơi mình tái sanh. Và trong những cái điều kiện mình tái sanh mình sống đó,
nó sẽ hiển lộ cái quả ra, nó câu thông từ một cái thực tế với tâm mình để nó hiển lộ thành một cái hoàn cảnh mà trong đó những cảm thọ của mình khởi sinh. Nó đi bằng con đường như thế. Cho nên á, là những cái gì mà thuộc về nghiệp á, là chúng ta gieo rắc ngày đêm, không có ngơi nghỉ. Chúng ta đây cố ý hay không cố ý, nó đều có một cái sự tạo tác về ý, về khẩu và về cái thân hành đây, tức là thuộc về ân sự. Ba cái này đều có. Cho nên là khi mà chúng ta đã dẫn dắt mình đi trên con đường đời này, có thật sự là mình dẫn dắt không? Nếu thật sự mình dẫn dắt đó, thì mình sẽ thấy biết hết. Và mình chọn cái con đường thiện và thiện trí mình đi. Còn nếu mình không dẫn dắt đó, thì tất cả những cái quả nghiệp này nè, từ lâu đời lâu kiếp á, nó trở thành cái tập khí của mình, trở thành cái bản năng của mình, nó sẽ dẫn dắt mình đi. Mình đi theo thói quen, mình đi theo sở thích, mình đi theo khuynh hướng. Mà phần lớn á, là những cái khuynh hướng xấu, những cái tập khí xấu mạnh hơn những khuynh hướng tốt và tập khí tốt. Tại sao vậy? Tại vì những khuynh hướng tốt, tập khí tốt giống như chúng ta leo núi. Còn những cái khuynh hướng xấu, tập khí xấu nó giống như chúng ta xuống núi, giống như nước từ trên đổ xuống đun thùa ra, không cần sự cố gắng nào hết mà nó tràn khắp hết. Còn khi chúng ta muốn vươn lên thì chúng ta phải từng bước chắc chắn, cẩn thận, vững vàng, mạnh mẽ chúng ta mới lên được. Còn cái kia nó tuôn tràn. Thành ra cái khuynh hướng này mạnh. Vì vậy chúng ta thiếu kiểm soát, chúng ta thiếu ý thức thì chúng ta dễ phạm vào trong những pháp bất thiện. Và tất cả những cái này nó tích lũy trong một cái hiện kiếp của chúng ta đây, là khi mình sinh ra này. Và đây là cái hiện kiếp. Thì tất cả những cái quả khi chúng ta sinh ra làm người, ta nói người thôi, thì những cái quả thiện và quả bất thiện đều trổ sanh. Vì vậy trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta có thể làm tăng trưởng những cái phần tốt này, và đồng thời chúng ta cũng có thể tăng trưởng những cái phần xấu này. Ở đây là sư cô lặp lại đó. Khi một cái xấu nó phát sanh thì nó tiến triển lên, nó sẽ chiếm hết cái này, nó không còn cái phần trắng nữa. Và khi cái phần tốt trong tâm chúng ta nó phát sanh lên thì nó cũng sẽ xóa hết những cái phần xấu này. Vì vậy khi nào phát thiện khởi sanh lên thì chúng ta thoát khỏi những cái quả bất thiện. Còn khi nào mà những cái pháp bất thiện nó khởi sanh lên thì những cái quả thiện khó trổ sanh. Và nó mở cửa cái tai họa, cái tai họa mà nó sẽ trổ sanh những cái bất thiện ra đây, thì cái cánh cửa mở của nó chính là cái phóng dật nằm đây. Và phóng vật nó nằm trong bốn cái chi phần của cái si phần. Đó là si vô tàm vô quý phóng vật. Cho nên khi nào mà là trước cái việc xấu mà chúng ta bất chấp, trước cái mà chúng ta biết rằng cái điều này chúng ta phạm, thì người khác không chấp nhận chúng ta, luật pháp không chấp nhận chúng ta, mà chúng ta vẫn phạm, thì cái đó là cái si và cái phóng dật cực kỳ mạnh, cho nên nó đã hiển lộ ra như vậy. Cho mình biết cái đó sai, mình vẫn là như vậy. Nghĩa là gì? Nghĩa là những cái pháp bất thiện của mình á, giờ đây nó quá mạnh nên nó chiếm lĩnh. Cái lúc nó xuất hiện thì nó thấy, nó biết là sai rồi, nhưng mà nó vẫn là. Từ khi nó làm rồi đó thì nó thấy vậy là sai. Đây nó thấy rồi. Sai rồi nhưng mà vẫn làm.
hai cái nguồn lực nó đấu tranh. Vì vậy mà trong cái pháp hành thiền, mà thiền hiệp thế cũng như là cái thiền để mà đi vào con đường siêu thế đó, thì chúng ta cũng đều thấy biết. Bởi vì khi thấy biết thì những cái pháp mà thuộc về thiện trí soi sáng. Khi thấy biết thì pháp thiện trí soi sáng. Còn khi chúng ta không thấy biết nó che lấp. Vì thấy không, một cái pháp tu thiền của Đức Phật dạy chúng ta cực kỳ rõ ràng, cực kỳ đơn giản. Mà nó chính xác. Mình có thực hành rồi mình mới thấy cái chính xác. Cho nên khi mà mình làm việc nhiều quá đó, mình bị căng thẳng đó, thì không phải chờ đến lúc mình đi nằm. Cái khi mình làm việc nhiều, mình căng thẳng mà mình phải ngồi để làm việc đó, thì cái động tác chúng ta là buông, này, sư cô đứng lên cho thầy. Thứ nhất mình buông thõng hết, đặc biệt là hai bàn tay mình buông thõng thả rũ xuống, và hai bàn chân mình cũng thả rũ xuống. Tại sao phải thả rũ? Tại vì khi mà mình bị căng thẳng đó, thì những cái sóng ở trong cái người mình đó, nó giống như nó co rút người mình lại. Mình sẽ để ý mình thấy là tay mình bị cứng, cái chân mình cũng cứng. Nhưng khi mình thả nó xuống vậy đó, thì là những cái sự co rút đó, nó giảm ra, thì những cái độc chất trong cái cơ thể mình đó, nó đi theo cái con đường của sóng đó, nó xuôi xuống như thế này, thì nó ra, cái người mình nó mềm lại, thì bắt đầu mình dịu xuống. Rồi sau đó mình hành thiền một giây đồng hồ cũng được, hành thiền chúng ta sẽ quân mình lại và chúng ta có sức để làm việc dẻo dài, chứ không phải để đến lúc tối chúng ta nằm xuống chúng ta mới hành thiền. Bất cứ khi nào mà cái tâm chúng ta thấy này, chúng ta thấy nè, một cái trạng thái căng thẳng nó khởi lên là biết là cái pháp bất thiện nó đang mạnh rồi, và nó chiếm lĩnh trong cái cơ thể mình lẫn trong tâm của mình. Buông thả, rủ người xuống. Và nếu cần thì chúng ta vẫn ngồi tại chỗ và vẫn có thể hít thật sâu, thở ra. Nếu mà mệt quá thì cứ hít thật sâu, thở ra 3 cái đi. Được 3 cái nữa, hít thật sâu mà thấy hơi thở vô. Khi thở ra, thấy hơi thở ra, thì cái đó nó đem lại một cái sự quân bình nhanh chóng. Và chúng ta làm như thế thì nó dạng ai cũng phải có công việc nhiều cả, chỉ trừ người không muốn làm việc thì thôi. Còn cái người muốn làm việc thì lúc nào chúng ta cũng có việc để lại. Nhưng chúng ta làm mà chúng ta biết xả, giảm bớt. Còn nếu chúng ta quên cái chuyện này thì nó tạo sự căng thẳng. Và mình phải tập rất nhiều, chứ không có ai cho mình được cả. Mà tại vì đó, như sư cô có nói rằng là cái luồng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này đó, nó là một cái năng lượng cực kỳ mạnh ở trong tâm. Nó đi mạnh lắm, nó đi trước khi mình ý thức ra. Ngay cả mình hành thiền để mình thấy rằng bây giờ cái trạng thái tâm của mình đó, nó đang bất an, nó đang yên ổn, thì nó đã diễn ra rồi mình mới thấy được, chứ không phải nó vừa nhóm họp lên mà mình biết được. Nó vừa nhóm họp lên mình biết được rồi, lúc đó mình cũng đã được vô dòng thánh rồi mới biết được rồi. Còn không là nó diễn ra rồi mình mới thấy, nó diễn ra rồi mình mới thấy. Nhưng mà vì nó diễn ra cực nhanh và chúng ta cũng thấy cực nhanh, cho nên là chúng ta có thể làm dịu xuống một chút. Làm dịu cái gì? Làm dịu những cái tập khí này, và làm cho đó những cái năng lượng của cái những cái nghiệp cũ đó, bây giờ với cái hiện tại nó không được cộng cái năng lượng xấu mà cộng năng lượng tốt vô thì chúng ta thoát. Còn nếu không, những cái năng lượng xấu này khởi sanh lên, chúng ta không kiểm soát là năng lượng xấu khởi lên. Vì khi mà chúng ta không kiểm soát, có nghĩa là vô minh đang ngự trị trong tâm. Mà vô minh ngự trị trong tâm có nghĩa rằng là những cái năng lượng xấu đang hoành hành trong tâm chúng ta, cái gì cũng có thể được hết. Cho nên mình cố gắng được một chút, mừng một chút, được một chút, mừng một chút.
và nhớ rằng chúng ta luôn luôn thất bại với nó. Và chúng ta có một cách nói nữa là chúng ta đã chiến thắng, đang chiến thắng và sẽ chiến thắng. Là bởi vì trong tỷ lần nó làm bậy đó, là có một lần mình thấy nó làm bậy, rồi cái lần đó là chiến thắng. Mà cái chiến thắng này nó hay như thế này nè, cái chiến thắng này nó không mất hiệu quả của nó. Và trong chú giải có nói thế này, giống như đó là mình thắp cái ngọn đèn lên, mình viết một cái bài kinh. Dẫu mình mới viết một câu kinh á, mà cái đèn này nó tắt rồi đó, thì cái câu kinh còn đầy. Chị hiểu này chứ? Chứ nó không mất. Bởi vì khi đó, mà trong ở đây nè, khi mà mình con mắt này mình soi sáng được xuống đây đó, thì cái sự soi sáng này nó đã cắt một cái đường để làm cái dấu ấn rất đẹp. Cho nên khi chúng ta làm cái điều thiện này, và chúng ta có tri văn, tri tư, tri tu, thì những cái này đó, khi mà những cái quả bất thiện nó khởi sanh lên, những cái quả bất thiện nó khởi sanh lên như thế này, đây là quả bất thiện nó khởi sanh lên, thì bao giờ nó cũng câu thông với cái phần này. Hai cái phần này nó sẽ câu thông với nhau. Nhưng mà cái đó đó, do cái thiện và cái thiện trí mình tích lũy nhiều lần đó, là mình thấy. Và khi thấy vậy đó, thì người ta phát sinh lên một cái pháp bất thiện mà nó duyên với pháp thiện đó, thấy sợ. Và cái sợ này chính là gì? Là nó có tàm, có quý. Làm này bậy quá, ta biết được chết. Với mình từ đó giờ, mình không có như vậy mà tại sao bây giờ mình làm bậy? Làm vậy coi không được. Nó nói trong tâm nó vậy. Chính là cái giờ phút đó, cái năng lượng của thiện và thiện trí đó là mình chùng bước lại trước những cái xấu xa. Còn không ta tới luôn. Người đàn bà ngoại tình và người đàn ông ngoại tình khác chỗ này. Người đàn bà ngoại tình xong hối hận. Hối hận rồi bị cám dỗ ngoại tình tiếp. Rồi lại hối hận, rồi lại ngoại tình. Phần lớn đàn ông ngoại tình không hối hận. Có quyền ngoại tình, có quyền hưởng thêm. Trai năm thê bảy thiếp, gái chín duyên một chồng. Cho nên cái nghiệp tà dâm của người đàn ông nặng hơn người đàn bà. Nhưng mà khi cái người đàn bà đó phạm rồi hối hận, phạm rồi hối hận, nhưng mà đến khi buông tay rồi đó, thì cái người này nó chìm đắm khó cất đầu vậy nè. Cho nên hãy coi chừng cái việc người ta phạm rồi, phạm rồi đây, người ta thấy, người ta lại phạm nữa, người ta đã thấy phạm nữa, coi chừng. Nếu không tăng trưởng cái sự thấy biết này, không bồi đắp nó lên, và không nói với chính mình rằng đã sai tại sao không chịu bỏ. Vì cái gì mà không chịu bỏ, nói đi. Muốn cảm thọ gì và muốn chìm đắm trong cảm thọ gì, nói đi. Hãy nói với tâm mình. Và khi đó đó, cái năng lượng thiện và thiện trí này nó tiếp tục thấy biết nữa, để nó cứu mình ra khỏi cái đọa kiếp. Mà khi thân hoại mạng chung rồi, con đường tái sanh của mình là những con đường sâu. Còn nếu như mình không trợ duyên nó, thì nó sẽ càng lúc những cái pháp bất thiện đó nó càng mạnh hơn, thì con đường đọa mạnh hơn. Do đó mà khi tu tập đó, thiện trí này, chúng ta có tri văn, tri tư và tri tụ, luôn luôn là ba cái con đường trí này chúng ta phải hành trì, cố gắng mà học hiểu giáo pháp, cố gắng ứng dụng được chút độ nào hay được thọ, cố gắng hành thiền chút xíu nào hay chút xíu đó. Chúng ta luôn luôn phải dụ mình, phải dẫn mình, nói với nó, năn nỉ nó, để cho nó làm chút xíu, để cho nó làm chút xíu, để cho nó làm chút xíu, vậy thôi.
Cho nên kinh Pháp Cú nói nè, cái việc thiện đó dù nhỏ mấy cũng là, mà khi làm đó mà nó tái lập đi tái lập lại nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì đây là những cái pháp thiện, nó tái lập đi tái lập lại, tái lập đi tái lập lại. Cái việc bất thiện dù nhỏ mấy cũng không làm, mà nhất là không bao giờ để nó lập đi lập lại. Bởi vì nó lập đi lập lại thì nó cũng sẽ mạnh lên. Thấy rõ chưa? Nói như vậy nó mới gọi là nghiệp. Thấy không? Bởi vì trong cái giờ phút cận tử chúng ta, nó cũng do nghiệp mà nó bắt cái cảnh nghiệp này, bắt cảnh nghiệp tướng này. Và cũng cái thú tướng này nó cũng do cái quả nghiệp mà ra. Thì rõ ràng là nghiệp đã ảnh hưởng trong cái giờ lâm chung. Và khi nó tái sanh thì quý vị thấy không, từ cái cảnh nghiệp trong cái giờ cận tử nó đưa vào bên tục sinh. Và tục sinh này cũng là cái tâm quả của nghiệp đưa điện trải sanh mà thôi. Đâu có cái gì khác hơn. Không có cái gì khác hơn cả. Cho nên chúng ta hiểu về nghiệp, nó không nằm trong sách vở kinh điển, mà nó nằm trong cái sự suy nghĩ của mình. Bất cứ suy nghĩ gì khởi lên, mình có nắm được cái thiện bất thiện. Bất cứ những cái gì mình nói ra, hãy kiểm soát lại. Là vì sao? Là vì chúng ta có hai khả năng. Cái khả năng thứ nhất đó, trong khi mình đang nói hoặc trước khi mình đang nói, mình thấy tác ý muốn nói gì. Trong lúc mình đang nói, biết nó nói gì. Nói xong nhớ lại biết nó nói gì. Ba cái khả năng này, nó chính là cái thiện trí chúng ta cởi xong, để chúng ta kiểm soát lại. Mặc dù nó đi qua rồi vẫn không muộn, bởi vì nó sẽ tiếp tục kiểm soát lại. Người Việt Nam mình nói thế này, trước khi nói cái gì phải đánh lưỡi 7 lần. Tức là sao? Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát 7 lần rồi mới cho phép nó nói. Lại là dùng cái gì? Dùng cái thiện trí này. Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát 7 lần mới cho nó nói. Mà nói rồi có cái phước á, miệng có 1 cái, lỗ tai tới 2 cái. Nói xong nó nghe lại. Nó nghe lại rồi nó kiểm soát nữa. Khả năng kiểm soát chúng ta tất cả đều có. Vì chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có cái phước trí đây. Chính là năng lực kiểm soát, chính là năng lực ý thức, mà nó là cũng năng lực hành thiền. Và năng lực hành thiền này nằm trong chánh niệm đây. Sở hữu niệm nằm trong 25 cái tâm tịnh hảo đây. Rõ ràng là chúng ta có. Giống như nhà mình đèn pin lớn có, đèn pin nhỏ có, mà khi cúp điện rồi không biết nó ở đâu. Thấy chưa? Thành ra có quẩy như không có. Cho nên phải dùng đèn pin lớn, đèn pin nhỏ gì phải trùng để rọi. Rọi xưa. Và khi cái hành thiền đó, khi những cái luồng năng lượng thiện nó khởi lên, luồng năng lượng bất thiện khởi lên, kiểm soát thì được. Rất là nhạy. Chúng ta cứ tập đi, nhạy. Nhiều người già, nhiều người bệnh tật. Già không làm gì nổi nữa, bệnh tật không làm gì nổi nữa. Nhìn một cái khía cạnh nào đó là sự bất hạnh, nhưng trên phương diện tu tập là đại phước báo. Tại vì không lo cơm áo gạo tiền nữa, và cũng không có dùng cái sức mình để làm bất cứ việc gì nổi nữa, thì ngồi không là kiểm soát. Mày thấy chưa? Đau bệnh vẫn kiểm soát được. Đau bệnh nó nằm ở đây mà, nó hoành hành ở đây mà, hoành hành trong thân, trong tâm mà. Nhưng mà cái khả năng này nó không bệnh, nó vẫn kiểm soát được. Tại sao chúng ta không làm điều này? Cho nên không có cái gì gọi là hoàn toàn bất hạnh trên thế gian này cả. Từ chỗ bất hạnh, chúng ta có thể duyên với hạnh lành. Tức là pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Biết bao nhiêu người đó là có cái pháp thiện mà nó duyên với pháp bất thiện. Bây giờ trẻ, khỏe, có thời gian, có tiền bạc, nhưng mà vùi mình trong cái thọ hưởng dục lạc.
thì đó là sự bất hạnh, đó là pháp bất thiện. Mà nhờ có sức khỏe này mới nhảy đầm sáng đêm, nhờ có sức khỏe này mà uống bia uống thùng thùng, tận hưởng những cái dục lạc này, thì đó có sức khỏe đó để mà chúi đầu xuống cái hố thẳm. Còn những người bệnh, những người già, những người không còn làm việc nữa, nó bẹp dí ở đó rồi, nhưng mà nó biết thì sự sáng suốt khởi sanh lại. Sắc pháp này rồi chúng ta đây phải từ bỏ, nó phải lụi tàn, nó là đất, nó là gỗ mục, nhưng cái phần tâm linh này nó vẫn trôi chảy, vì một sát na tử là một sát na sanh, tái sanh tức khắc, không nói năng gì cả. Tại sao chúng ta phải sợ chết? Sợ chết nằm ở đâu? Sợ chết nằm chỗ này. Và cái sự sợ hãi này nó đưa đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Chính sự sợ chết làm cho chúng ta đây thoái đọa. Còn khi chúng ta hiểu biết rõ ràng một sát na tử, một sát na sanh, và chúng ta đây từ cái lúc hấp hối cho đến lúc mà coi như là nó đi vào cái phần cùng của nó là cận tử, chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian dài, có một khoảng thời gian suy yếu. Ngay cả bất đắc kỳ tử vẫn có thời gian 1-2 giây, và chính nó nằm ở đây chuẩn bị được. Lúc đó đau đớn, khủng hoảng, sợ hãi, thấy đau đớn, thấy khủng hoảng, thấy sợ hãi, tái sanh tục. Nên cái đó là cái mà mình phải nhận thức ra, mình phải biết. Cái tâm chúng ta đó, nó nhớ cái gì? Nó nhớ cái tổ ấm mà nó đang dệt trong cái kiếp người ở thế gian này. Cái tổ ấm nó đang bằng những cái sợi chỉ tham ái, nó kết dính với huyết thống của nó, nó kết dính trong cái yêu đương chồng vợ con cái của nó, nó kết dính trong cái nguồn bạn bè của nó, nó kết dính trong cái công danh sự nghiệp của nó kết dính trong cái lý tưởng, trong cái ảo ảnh của nó. Tất cả nó đều kết dính như vậy, mà nó không thấy rõ rằng nó đang kết dính, cho nên nó bám vào trong đó. Và khi nó chết á, nó không buông ra được, và nó chập chờn trong một kiếp mà. Tâm mình đi rất rõ. Và cái lực về cái hoạt động của tâm linh, cũng như cái con đường mà chúng ta chết đi tái sanh, hết sức là rõ ràng, không có mơ hồ. Như vậy tất cả nằm ở chỗ chúng ta có thấy biết hay không. Thấy chưa? Chúng ta đi vào con đường tu là nó, cái chánh pháp nó nằm ở đây. Và cái lúc đó đó, khi mà mình đó, giờ hấp hối này của mình nè, cái cảnh gì nó sẽ quyết định cho cái này. Không ai cho mình cả, bởi vì nghiệp lực mình rất là mạnh. Nghiệp lực mình rất mạnh. Khi cái nghiệp thiện của mình mạnh thì nó sẽ câu thông với một cái từ trường mạnh. Cái nghiệp xấu của mình nó sẽ có một cái từ trường xấu và nó câu thông với từ trường xấu. Cho nên đó, khi mà cái giờ lâm chung đó mà mình chết rồi đó, thì cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đó, xin lỗi, quả bất thiện vô nhân này nằm đây, quả bất thiện vô nhân này nó sẽ câu thông với những từ trường xấu. Và vì vậy mình phải tái sanh vào cõi quỷ khổ, tái sanh vào cõi súc sanh, tái sanh vào Atula, tái sanh vào địa ngục. Mà lần trước sư cô có nói là nếu như trong người mình á, chứa cái sự sống, trong sắc pháp này chứa cái sự sống của súc sinh nhiều quá, thì đó là con đường gần nhất để nói chết. Vì ngày nào cũng như ngày đó, trong thức ăn của mình có tên của những con vật đó, cực kỳ, nó diễn ra cực kỳ thân thiết và gần gũi. Và nó ở luôn đây, ở luôn ở bên trong này, nó thành ra máu, nó thành ra cái mùi,
trong tám sắc bất ly thì nó có màu, nó có mùi, nó có khí, nó có vị và nó có cái dưỡng tố trong đó. Thì tất cả những cái mà thuộc về vật thực để nó tạo nên cái sắc pháp này đó, thì từ cái tên gọi, từ cái hình dáng, từ tất cả mọi thứ nó đã câu thông rồi. Cho nên nó là cái cộng nghiệp sao, nó sẽ gần gũi với mình. Và con đường đi của mình thấy rồi. Có người nói Phật còn ăn mặn mà mình giỏi hơn Phật sao đời ăn chay. Phật không có chay mặn, còn chúng ta có chay mặn vì phước báu của một vị Phật khác. Vị Phật này ăn cái thực phẩm của thế gian, nhưng mà đặt vào trong cái lưỡi này á, nó là thức ăn của chư thiên. Còn mình cái nào nó ra cái đó. Thịt thì ra vị thịt, mà nấm thì nó ra cái vị nấm. Ở nơi mình á, những cái cảm thọ trong cái dục lạc ăn uống nằm trong một khuynh hướng nó đã chảy từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ nó nối vào chứ đâu có cái gì khác hơn đâu. Không có một cái gì khác hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu tránh đường chút mừng chút, vậy thôi. Nếu mình thấy tránh được thì mình tránh một chút xíu, cứ mỗi cái mình tránh một chút. Cũng giống như mình gánh hai cái cần xé gạch, nó nặng quá mà đi tới cái chỗ nào mà để xuống được bớt cục gạch, mừng cục gạch, để cục gạch, mừng cục gạch, để xuống chút mừng chút, vậy thôi. Còn nếu mình chất thêm thì chuyện đó cũng đâu ai nói về mình, quyền của mình có thể chất thêm. Chất thêm để làm chi? Để khi nó sụng cái xương sống xuống rồi thì cái chỗ nào nó lăn xuống cũng được. Cho nên người ta đã vốn có những cái nghiệp xấu nè, những tập khí xấu nè, giờ đây người ta tạo thành cái ác nghiệp. Vậy thế chứ, dám ôm một cái trái bơm để đi vào trong cái đám đông đó mà cho nó nổ đó, mình cũng thành cám, người ta cũng thành cám. Thì đây này, nó sụng luôn không hết, mà nó lăn xuống cái chỗ nào không biết, vì thế ác nghiệp ta tạo. Ôm một cái bó hoa vậy, đi đến mừng, chúc mừng người ta, nhưng mà cái quả bơm trong cái hoa đó có, và cái chất, cái bóng á, cái đồ bấm nó có trong người. Cho nên khi đặt xuống, cúi xuống là bấm xuống liền, thì mình là cái người nát vụn ra trước, còn xung quanh nát vụn sau. Thì con đường này nó sẽ đi sâu nặng xuống. Và khi nó thành những cái cám vụn nó răng ra như vậy đó, thì quý vị thấy ra biết bao nhiêu những cái sinh vật mắt mình không thấy được. Và cho đến bao giờ thì cái tâm nó đủ cái lực để nó nuôi cái sắc pháp lớn lên? Cho đến bao giờ? Hằng hà sa số kiếp. Hãy làm đi, hãy nuôi những cái tập khí xấu đi, và phải trả cái giá nó để học hỏi, và rồi mới tiến hóa được. Cho nên ngày nào mình còn nuôi được cái thiện, ngày nào mình còn tập được sáng suốt, hãy cố gắng. Từ trong cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái sinh hoạt chúng ta, cố gắng được chút nào mừng chút đó. Còn nếu mình không cố gắng, mình buông tay thì mình phải tụt. Mà khi mình không biết được điều này, mình than trời trách đất. Ba tôi uống rượu hoài, má tôi thì dở ẹt cái gì làm không được, cho nên anh chị em của tôi khổ. Cái chuyện ba mình uống rượu, cái chuyện má mình dở ẹt là bởi vì đó, thiếu phước. Mình còn thiếu phước hơn đó, mình mới có cái cộng nghiệp đối với những vị này. Bây giờ nếu mình sáng suốt, mình hiểu, tự mình từ trong cái hoàn cảnh nó vươn lên, cũng như một cái hạt giống bỏ vào trong cái khe núi cực kỳ khó khăn, nhưng nó bám được, nó vươn lên. Để làm gì? Để cứu cha, cứu mẹ thì đại phước báu. Chứ còn đâu phải ở đó để mà trách rằng tại cha tôi như vậy, tại mẹ tôi vậy, tôi hận đời để tôi ra đời tôi hủy hoại hơn lên. Đây là từ cái xấu sẽ làm cho xấu thừa. Thấy chưa? Rồi tất cả là đổ thừa cho cha, cho mẹ mình. Nhưng cái mà thấy rõ nhất là nó nằm trong cái sự suy nghĩ không đúng của mình, nó dẫn dắt đi, đó là thiếu sáng suốt. Cho nên từ trong bóng tối đi vào trong cái chỗ tối tâm thật. Thử một sát na,
Và đây là cận tử năm sát na, năm cái động tóc đây, cận tử năm đây. Và đây là sinh, tái sinh đây. Thì tất cả những cái cảnh, nó gọi là cảnh cận tử, nó sẽ xuất hiện trong cái lộ cận tử này đây. Cảnh cận tử thì gồm có ba: cảnh nghiệp, nghiệp tướng, và cái thứ ba là thú tướng. Nghiệp này có thể cái lúc mình nó đang làm thì nó lại xảy ra cái cận tử này, hoặc là mình nhớ lại đã làm. Và cái nghiệp tướng này nó cũng như vậy, hoặc là lúc đó mình thấy những cái dấu hiệu nó có liên quan đến nghiệp đang làm hoặc đã làm. Và cái nghiệp tướng này đó, nó cũng có là hiện tại, cũng có là nhớ lại trong quá khứ. Và cái thú tướng này, thú đây là sanh thú, tức là cái cõi mình đi tái sanh. Cõi đi tái sanh có thể thấy ngay lúc đó, có thể nằm trong chiêm bao. Như chúng ta thấy đó là có những vị được chư thiên rước thì thấy rõ ràng. Có những người giờ lâm chung, thấy ông bà cha mẹ, thấy người thân đã mất của mình, tức là những người đã đến trước, thấy rõ ràng là cái chỗ mình sanh ra mình ở thì cũng rõ ràng như vậy. Hoặc là trong lúc nó mê, nó chập chờn vậy, thấy cái chỗ nó tới thì nó nằm trong cái nó gọi là cái tưởng, mà nó thuộc về cái vị lai, nhưng nó cũng rất rõ cái chỗ này. Vậy ba cái này khi mà nó xuất hiện vào đây và nó tiếp nhận một trong ba cảnh thôi, một trong ba cái thôi, thì nó in hình vào đây. Và khi nó xuất hiện đây rồi đó, thì nó đủ cái lực tác động để cho đó cái tâm tử phát sanh lên. Thì khi mà cái tâm tử này nó phát sanh lên á, thì cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền cùng một lúc nó kết thúc. Danh mạng quyền nằm đây, đây là danh mạng quyền, ở đây là sắc mạng quyền, sắc mạng quyền đây, hai cái nó kết thúc cùng một lúc thì nó chấm dứt. Như vậy khi tâm tử khởi sanh lên, danh mạng quyền và sắc mạng quyền kết thúc cùng một lúc, trong khi cái thực tế đời sống của nó đó, tức là một sát na tâm, thì cái sắc mạng quyền đó, cái này là danh. Sắc mạng quyền đó, thì cái sự sống của nó đó, cái lộ trình nó kéo dài 17 sát na tâm. Ở đây nơi đây đó, buổi sáng có cái câu hỏi thế này: ba nhóm sắc thuần khiết gồm 8 sắc bất ly do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do vật thực tạo, đều có cùng một khoảng thời gian tồn tại 17 sát na phải không? Thì sắc bất ly nó tồn tại trong 17 sát na. Và sắc bất ly này không phải chỉ duyên có tâm tạo, mà 8 sắc bất ly này do nghiệp tạo, do tâm tạo, do thời tiết tạo và do vật thực tạo, không phải một cái. Và khi nó sinh lên thì cái sự sống của nó kéo dài trong 17 sát na mới chấm dứt. Như vậy là cái sắc bất ly này do vật thực tạo, hay do nhiệt tạo, hay do tâm tạo, hay do nghiệp tạo, tới 4 cái lần đó, thì nó cũng giống nhau thôi. Câu thứ hai: nếu nhóm sắc thuần khiết gồm 8 sắc bất ly do tôn tạo, do tâm tạo, là nói có một cái nha, tồn tại trong 17 sắc na tâm, trong khi đó thân biểu tri cũng do tâm tạo, có thời gian tồn tại là một sắc na tâm, thì khi chúng kết hợp lại thành nhóm
sắc biểu tri của chính pháp có thời gian tồn tại là bao lâu. Thì xin nói rằng là thân biểu tri hay khẩu biểu tri, khi nó khởi lên là nó bao giờ cũng nằm trong cái nhóm của nó, chứ nó không bao giờ nó trơ trụi có một phần. Thành ra nó khởi sinh trong một nhóm hay là nhiều nhóm trong cùng một lúc dẫn 17 sắc na. Thật ra cái mình nói là thân biểu tri mà nó tồn tại một sát na là do mình nói chứ không phải kinh điển nói. Nên mình không đặt cái vấn đề ra. Ví dụ như một cái thân biểu tri đây, thân biểu tri, khẩu biểu tri đây, là nó là một cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Nhưng mà khi thân biểu tri khẩu lên, thân biểu tri hay khẩu biểu tri khởi lên thì nó đi trong một cái nhóm của nó, tức là phải có 8 sắc bất ly, nó phải có cái sắc mạng quyền của nó, đúng không? Và đồng thời đó là nó cũng có phải có chính các cái yếu tố của nó thuộc về các cái nhóm sắc pháp như thế này. Thí dụ như bây giờ mình nói là ở đây nói về tâm nhé, do tâm tạo thì đó là một cái nhóm của nó đó, là nó 14 cái nè, 8 sắc bất ly do tâm tạo nè, một cái thân biểu tri nè, rồi nó có khinh nhu thích nghiệp và nó có giao giới, nó đi cùng một nhóm với nhau, nó thành lập. Là cái nhóm về thân, cái nhóm về sắc tính, cái nhóm về sắc ý vật thì nó có 10 cái thành phần nó đi với nhau và nó cũng diễn ra trong 17 sắc nè. Chứ không phải là nó lẻ tẻ, giống như sư cô nói về đây là cái hạt xoài. Thì bây giờ trong cái hạt xoài này mình biết cái nào nó sẽ tạo ra lá, cái nào tạo ra thân, cái nào tạo ra rễ, mình không thể biết được. Nhưng mà cái cơ cấu của nó là cùng một lúc, vì khi nó phối hợp với nhau thì mình gieo xuống cái hạt xoài đó thì tự nó phát triển, nó thành lá mầm. Và nó có cái nhiệm vụ là nó tạo ra một cái cây. Thì cái thời gian của nó là tất cả những nó hòa điệu với nhau, cũng giống như mình nói vậy. Đây là cái si phần chẳng hạn, si vô tạm vô quý phóng vật, nó có mặt cùng một lúc, nó sinh ra, nó kết thúc cùng một lúc. Tứ đại có mặt cùng một lúc, kết thúc cùng một lúc, chứ đâu có nói là đất là một phần một sát na, rồi lửa một phần sát na. Cái đó là mình tách ra để nói, khi nó phối hợp lại là nó một. Rồi bây giờ 8 sắc bất ly thì nó thêm 4 phần nữa vô thì nó cũng trong một cái thời gian đó mà thôi. Bởi vì nói bất ly tức là không thể chia lìa được. Thì trong 8 cái sắc bất ly đó nó có tứ đại, đất, nước, gió, lửa là một. Cái thứ hai nữa là nó có sắc, nó có khí, nó có vị và nó có dưỡng tốt. Thì đây là 4 nữa là 8. Hai cái này 4 cộng 4 là 8. Bất ly có nghĩa là không bao giờ nó đi riêng rẽ hết. Mà hãy nói sắc bất ly là 8 cái đó là cái nền tảng không thể tách rời được. Mà trong đó nó 4 cái sắc về tứ đại sinh diệt cùng một lúc, và nó hối hợp nhau, nó thành ra cái căn bản cái sắc pháp. Và căn bản sắc pháp này, 8 sắc bất ly này do nghiệp tạo ra, do tâm tạo ra, do thời tiết tạo ra, do vật thực tạo ra. Khi 8 cái này nó do 4 cái yếu tố đó nó tạo ra thì khi nó có mặt trong cái thân này nó hòa quyện lẫn nhau, nó không có tách ra. Nghiệp sanh ra 8 sắc bất ly, tâm sanh ra 8 sắc bất ly, vật thực sanh ra 8 bất ly, thời tiết sanh ra 8 sắc bất ly, nó phối hợp lại trong cái sắc pháp của chính mình, nó không có tách rời ra. Khi mà có tái sanh như thế này đó thì chúng ta nhớ là cái tái sanh này nó thuộc về đó thức quả tái sanh. Nghĩa là chúng ta sẽ tái sanh bằng tâm quả. Vì vậy chúng ta có mặt ở trên cái cõi đời này dưới hình tướng là một con người, thì đó là quả nghiệp của chúng ta. Và khi chúng ta tái sanh làm con người thì cái quả nghiệp chúng ta tái sanh là quả nghiệp thiện. Là cái giờ chúng ta tái sanh đây thì cái quả nghiệp nó thuộc về thức quả tái sanh này nó thiện, nếu mà chúng ta là con người. Nếu là con người thì cái thức tái sanh gọi là thức thiện. Còn nếu mà chúng ta rơi vào 4 cảnh khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, thì cái quả nó là quả bất thiện, nó nằm đầy.
tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái giờ cuối trong cuộc đời của chúng ta, ngay cái lúc mà hấp hối này đây, mà buồn, mà khổ, mà hận, mà khủng hoảng, mà phiền não, thì con đường tái sanh ở chỗ này, nó sẽ phải tái sanh bằng cái tâm quả bất thiện đây. Thì bốn cảnh khổ lập tức chúng ta có mặt một trong bốn cảnh khổ đó. Và những cái hình tướng mà chúng ta có mặt trong các cái cảnh khổ đó cũng do cái tâm quả này sinh ra. Tâm quả này sinh ra. Và như vậy, tất cả những gì mình thuộc về tham, về sân, về si trong hiện kiếp, trong hiện kiếp đây, nó cộng với lại cái tiền kiếp. Đây là hiện kiếp. Đây là kiếp sống mới. Thì nó cộng từ cái tiền kiếp với cái này. Thì tham sân si trong hiện kiếp và tiền kiếp sẽ phối hợp lại, và nó sẽ sản sinh ra. Tại sao nó phối hợp? Là bởi vì chúng ta nói nè, cái khi trong hiện kiếp mà bây giờ những cái pháp bất thiện của mình, ví dụ mình giận, mình buồn, mình lo, mình tức, mình hận thù, thì nó, cái phần này nó tăng lên. Phần này nó tăng lên. Nhưng mà đã có từ đây rồi, rồi nó tới đây nó cộng vô nó mới tăng lên. Vì hiểu chưa? Cho nên nó từ tiền kiếp tới hiện kiếp nó phối hợp lại. Và như vậy khi nó tích lũy lại, nó hình thành một cái tâm quả duy nhất để đưa tục sinh xuống các cái cõi khổ, chính là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì như vậy, cái khi cái người này nè mà tử trong cái giờ này, cái phần này nó mạnh quá nè, mạnh quá nè, thì nó khi nó tử rồi đó, nó sẽ tái sanh. Bởi vì như nơi đây nè, nó sẽ in hình trong cái tái sanh mà. Thì cô nói nè, cảnh ở đây nó sẽ in hình trong cái tái sanh. Thì cái người này sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái khi đó này là những cảnh người này đi xuống nè, địa ngục, Atula, quỷ khổ, súc sinh. Như vậy cái giờ cuối trong cuộc đời của mình mà những cái cảnh này mình bắt những cảnh với cái tâm bất thiện, thì con đường tái sanh của mình chắc chắn đi về đây, không sai chạy. Cho nên cái mà pháp thế gian đó nói rằng phước báu, thì chính giờ ra đi mới thấy nó là phước hay không phước. Phước báu có nghĩa là sao? Bây giờ mình sống cái gia đình của mình thật là hạnh phúc, mọi người thương nhau, gắn bó với nhau chặt chẽ, giờ ra đi không nỡ chia tay, mình cũng khóc, người ta cũng khóc, thì mình cũng khóc, người ta cũng khóc, bằng cái tâm sân đó, thì nó khi nó tái sanh là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì con đường nó rơi xuống là nó rơi xuống chỗ quỷ khổ này đây. Bây giờ mình ở đời mình thành công, công danh sự nghiệp lẫy lừng, nó đã trở thành máu thịt của mình rồi, rời không được, thì cái giờ phút đó cái tâm tái sanh vẫn là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì những con đường này nó cứ đi. Bởi vì khi mà một cái tâm sân mà nó khởi lên đây, thì nó phối hợp với một cái giải si vô tàm vô quý phóng vật và sân tật lẫn hối. Như vậy nó không phải một cảm xúc, mà rất nhiều những cái cảm thọ đó nó sẽ phối hợp lại. Cái gì mạnh nhất trong cái khối đó nó sẽ vượt trội lên và nó đưa đi tái sanh ở đây. Cho nên tục sản càng lớn chừng nào càng lợi ích cho cái đời sống thế gian chừng đó, nhưng nó không phải là cái con đường thuận chiều cho cái pháp tâm linh.
một chút lưu luyến là rơi xuống đây. Con đường tái sanh là vậy. Và cái này rất nhiều lần sư cô cũng nói này, có khi mình không vướng bận vào bất cứ người thân nào cả, cũng không vướng bận vào bất cứ tài sản nào cả, cũng không vướng bận vào công danh sự nghiệp gì cả, nhưng không chấp nhận chết vẫn rơi xuống đây. Mình tự hỏi tại sao phải chết chứ? Bây giờ mình còn sống mình biết tạo phước mà, chứ đâu mình phải mình hưởng gì. Thì sống thêm để tạo phước thêm, sống thêm để tu thêm. Nhưng cái suy nghĩ đó chính là cái tâm vương vấn, cái tâm tham bám dính vào trong cái đời sống. Mặc dù nó là tốt đi nữa mà bám dính vào trong đó thì nó vẫn rơi xuống đây. Cho nên mình phải thấy cái gì? Mình thấy tốt sinh lên cũng diệt, xấu sinh lên cũng diệt. Và cái điều quan trọng nhất là mình thấy sự sinh diệt của nó, chứ không phải mình bị trói buộc trong cái thiện sanh lên rồi diệt, trong cái bất thiện sanh lên rồi diệt. Sự sống là bao gồm sinh diệt. Thiện cũng sinh diệt mà bất thiện cũng sinh diệt. Nó bao gồm như thế. Và chúng ta hiểu như vậy để làm chi? Để cái tốt nó khởi lên. Chúng ta đây đó không coi nó là tất cả những cái sự hỷ lạc của đời mình. Mà cái bất hạnh sinh lên cũng không phải là cái bế tắc của cuộc đời mình. Vì tất cả những pháp thiện và pháp bất thiện nó đều đan nhau. Vì khi nó trổ quả trong cái hiện kiếp này nó cũng đan nhau. Cái vấn đề là khi cái quả nó trổ sanh, chúng ta đã xử lý nó ra sao. Cái xử lý đó chính là cái chúng ta gieo trồng cái mới xuống này, chính là tạo cái nghiệp mới. Tạo cái nghiệp mới đây để luân hồi trong tiến hóa, tạo cái nghiệp mới đây để chấm dứt luân hồi. Tạo con đường tiến hóa là chúng ta đi từ cái pháp thiện này cho đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, là tạo con đường tiến hóa về tâm linh đi lên. Con đường để chấm dứt sự luân hồi là chúng ta đi vào cái thiền siêu thế để chấm dứt luân hồi. Còn không, luân hồi sẽ tiếp tục. Đó là cái mà chúng ta hiểu. Để thứ nhất, cái chết không phải đáng sợ. Cái đáng sợ là sợ chết. Nhớ nha. Cái chết không đáng sợ. Cái sợ nhất là sợ chết. Mà quý vị thấy không? Những cái tâm mà nó đưa đi tái sanh đó, xuống bốn cảnh khổ có một tâm duy nhất là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nha. Trong khi đó đó, một quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhanh, trong khi đó 18 cái còn lại thì nó là thiện, quả thiện và thiện trí. Đây, trước khi chúng ta làm điều thiện á, nó có hai cái cấp bậc của thiện, thiện không và cái này nó gọi là thiện trí, hay còn gọi là thiện ly trí và thiện hợp trí. Như vậy khi chúng ta đi tái sanh á, mà cái thiện không nó có hai nhân thiện, đó là nhân vô tham cộng với nhân vô sân. Còn thiện trí nó có ba nhân lành, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì chúng ta đó có cái này. Thì vậy chúng ta thấy nè, nơi thiện này nó sẽ chia ra bốn thiện ly trí và bốn thiện hợp trí. Như vậy những chúng sanh mà tái sanh làm người, chúng ta nói người cái đó, thì có người sanh ra với nhân vô tham vô sân mạnh, có người sanh ra với ba cái nhân này mạnh. Cho nên quý vị thấy đó, có những người rất tốt
như người rất tốt, có thiện tâm, có hảo tâm. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà người ta phải tìm hiểu về cái chân lý, cái nguyên lý về tâm linh thì người ta cảm thấy nó xa lạ lắm. Cho nên hộ trì tam bảo thì có, làm phước thiện thì rất nhiều, nhưng nghe pháp thì không. Bởi vì nó cái phước trí này bị che lại. Có những người không có tiền cúng dường tam bảo, không có tiền đi từ thiện, nhưng mà nghe pháp thì miệt mài. Bởi vì cái phước báu người ta ba nhân, tái sanh là tam bảo. Thật ra đó, thì khi tái sanh làm người đó, thì cái phần mà trí này nó vẫn có nè, nhưng cái này nó mờ nhạt. Còn ở đây đó thì nó rõ, hoặc là nó rất rõ, tức là mạnh yếu có, nhưng ở đây nó mờ nhạt, chứ không phải không có, nó bị che. Nhiều lần sư cô nói rằng ai sanh ra làm người cũng có cây đèn trí tuệ cả, nhưng mà có người lấy cái ống chụp chụp lại, chụp xong còn che, rồi che chưa kỹ rồi che nữa, rồi che nữa, che nữa. Còn có những người á, ta sanh ra không có che, không có cái chụp nào chụp lại, nên nó sẵn rồi. Nên quý vị để ý những người bệnh về tâm, nhất là cái bệnh tự kỷ đó. Này sư cô thấy rất rõ này. Người ta ở nhà đó, đó, cái cửa sổ này đó đóng lại đã đành rồi, treo cái màn, vài bữa treo một cái màn nữa, treo một cái màn nữa, treo ba bốn cái màn, nó hiện ra đó, thấy vậy là biết bệnh rồi đó. Nhất là những cái người đó mà có cái tâm tu tập nó rất là mạnh đó, tâm tu tập rất là mạnh, nhưng không chịu học hỏi giáo pháp cho đúng, hoặc là không đủ phước để học hỏi đúng cái chánh pháp, thì lâu ngày đó tu một mình đó, nó sanh ra cái bệnh của tâm như vậy. Cái che là một cái, chỉ quý vị thấy không? Cái thứ hai nữa, nó bệnh như thế này. Ngồi giờ mấy nhà chập bưng cái bàn để qua hôm nay, cái này đó giờ lại cái chỗ khác, tuần lễ sau dời nữa, nhà cửa sạch bông, sạch đến đổi mà giống như là không có một cái hạt bụi nào hết đó, nó là cái loại bệnh. Còn cái thứ hai nữa là nó bừa bãi không thể tưởng được, một cái dạng bệnh là trong cái phòng đổi luôn, phòng nhỏ xíu gì mà đổi luôn, đổi hoài. Và cái người đổi thường đó là cái người rất là sạch sẽ, bệnh đó. Vì sao? Vì nó thiếu trí. Cho nên nó sạch sẽ là phước lành, nhưng mà sạch sẽ đến cái mức không thể chịu đựng được, nó là cái bệnh. Thì vì vậy cái pháp thiện đó, nó duyên đến pháp bất thiện. Giống như đồ để mà trang trí để thỏa mãn cái đẹp thôi, chứ không phải sử dụng nó để mang lại cái lợi ích. Những cái dạng đó, nó tốt thì nó tốt, nhưng nó có bệnh trong tâm. Và khi nó bệnh như thế, nó thành ra pháp bất thiện. Kỳ lạ chưa? Ở đây sư cô nói nè, một người sạch sẽ ngăn nắp là phước báu, và đó là pháp thiện. Nhưng mà sạch sẽ ngăn nắp quá đáng không chịu đựng được, thì từ pháp thiện biến thành pháp bất thiện. Có một cái bà cụ đó có phước lắm, con rất là có hiếu, mà con đứa nào cũng có của ăn của để hết. Thì hồi còn trẻ đó, bà năm đứa con, cho nên cái nhà bà nó rộng mênh mông. Bây giờ bà 80 tuổi rồi, thì năm đứa con nó mới nói với bà: nhà tụi con đứa nào cũng có một cái phòng cho má, bất cứ má ở chỗ nào đó thì cái phòng riêng cũng là phòng của má. Đồ xài má muốn cái gì tụi con sắm y vậy, hoặc má cứ sắm tụi con chi hết. Bà nó làm đúng như vậy, không có sai. Thì mấy đứa con nó mới nói về má: cái nhà má để làm chi, ai lau chùi dọn dẹp cho má ở mình tụi con cũng lo.
má cứ muốn ở đứa nào má ở, cái nhà má bán đi, má lấy cái tiền đó má muốn làm từ thiện, má muốn cúng chùa hay má muốn làm gì đó thì tùy má, cho ai rồi tùy má, tụi con không dính vô tại tụi con dư rồi. Nhưng mà bà 3 năm sau bà hối hận. Cái chuyện bà hối hận nó đơn giản vậy. Bà đến nhà cái thằng con trai lớn đó, thì bà vô, bà đẩy cái đôi dép, thì bà đi vào cái phòng của vợ. Thì ở ngoài này con dâu nó lấy cái đôi dép bà nó sắp lại cho ngay ngắn vậy. Thôi. Rồi bà xuống bếp cái bàn ăn đó, bà uống rồi đó, thì cái ly nước bà rửa rồi bà úp lên, mà nó không đúng cái chỗ đó, thì một chập nó sửa lại cho đúng chỗ. Có nhiều đó mà bà nói thôi, mua cái nhà khác cho tao. Không chịu đựng được. Cho nên đâu có phải là tốt không mà đủ đâu. Thấy chưa? Đâu phải đàng hoàng không mà đủ đâu. Nên cái quá đáng một chút xíu là thở không được. Thật ra là con nó đầy đủ hết, nó đâu có thiếu sót cái gì. Nhưng mà gặp cái đứa nó kỹ vậy, nó cẩn thận thì biết làm sao. Một cái đôi vớ vô trong nhà cởi ra phải xếp cuộn đàng hoàng mới đút vô cái đôi dài. Còn này lột ra cái nhét đại vô là nó cũng tốt, nó lấy ra nó xếp lại để đàng hoàng cho má. Má nhức mình quá, má chịu không nổi. Cho nên thôi má ở nhà má. Má về má quăng một chiếc cái, một chiếc đực mà má thấy khỏe lắm. Vậy thấy chưa? Cho nên là chúng ta phải hiểu là tất cả nó đều có cái sự di động, đều biến động. Mà nó nhức một chút á, là cái đúng sai nằm chỗ đó liền. Chứ không phải nó cố định cái chỗ đó. Cho nên mình hiểu vậy đó, để mà mình không có trách ai, mình không có phiền ai. Mình biết vậy để cái quả phước của mình tới đâu. Sư cô đến một cái nhà dưỡng lão, cái viện dưỡng lão đó để giảng. Thì cái bà cụ này rất là có phước. Ở chỗ là con bà rất là có hiếu. Ví dụ bà nói, nay thành thèm canh cũ á, mà đâu phải dễ gì mà đi tìm được cái cũ. Nhưng mà con trai con dâu là nó phải lặn lội cho đến khi nào nó tìm ra cái củ khoai mỡ đó, đem về nấu cho bà một chén cạnh rồi. Nấu bưng vô đàng hoàng rồi. Đem vô rồi bà dòm. Thôi. Không muốn ăn đâu. Mà bao nhiêu lần như vậy đó. Thì đứa con trai đó nó không biết má làm sao nữa em. Còn con dâu nó nói trời sao mà em làm nổi anh, bây giờ món gì vô má cũng không ăn hết. Rồi giữa hai bên nó có phiền nhỏ nha. Khi sư cô đến giảng pháp đó thì hai vợ chồng mới nói sư cô nghe. Sư cô mới nói thế này: bây giờ mình phải nhìn ra cái phước, mình phải nhìn ra cái tổn phước thì mới có thể vui vẻ với nhau được. Cái phước của bà là bà có con có hiếu. Cái phước của bà muốn cái gì có cái đó. Đó là phước của bà. Và đây là cái giờ mà bà sẽ ra đi. Thì bà phải tổn phước. Tổn phước ở chỗ nào? Nó khiến cho không ăn được. Phước có tài sản và phước hưởng được tài sản khác nhau. Và mình là con á, thì mình có cái phước đó. Là mẹ mình muốn ăn còn nói ra được. Để mình làm đúng cái món đó, mình không có phải đau đầu vất vả là chọn món này món kia nọ mệt mỏi, không cần. Bà muốn cái đó bà nói rõ ràng thì mình đi tìm mình nấu là mình có phước. Bây giờ mình đem dâng lên cho mẹ mà mẹ không ăn được, nên thương mẹ hơn là tiếc cái công của mình. Vì mình coi trọng cái công của mình tiếc cái công của mình cho nên mình mới phiền não. Và ngay trong một cái chùa đó, sư cô đến thăm cái vị ni sư trụ trì đó. Thì món gì đem lên ni sư nói không ăn. Rồi cuối cùng đó, từ cái chỗ cái những cái người mà đệ tử đó, từ cái chỗ lòng tốt biến thành cái sân. Má nói rằng là sư phụ nói vậy từ rồi tôi con không biết nấu gì nữa hết.
Thì ni sư mới nói bây giờ đâu có biết làm sao, thì tùy các con thôi. Là nó bỏ luôn không nấu nữa vì sân. Như vậy khi mình nấu cái thức ăn cho người này đó, mình không nghĩ đây là thức ăn đó để mình đem đến cái sức khỏe cho người khác, nhưng mình coi trọng cái công của mình hơn là cái tấm lòng của mình đối với người đó. Cho nên cuối cùng đó không nấu cho người bệnh ăn. Người ta không ăn được là vì cái phước người ta hưởng không còn nữa. Mình thấy chưa? Còn mình á hả, mình làm cái gì đem đến cho người ta đó, cái ngã mạng của mình đặt ở trong đó, hãy mình đem đến là phải dùng. Đưa ý kiến là phải sử dụng, không sử dụng nổi giận. Người ta xin ý kiến của mình chứ không phải xin quyết định của mình. Nhưng mình cho quyết định không cho ý kiến. Người ta cần thức ăn, người ta xin thức ăn cho mình, nhưng mình ra cái phán quyết rằng thức ăn này phải ăn. Đó là cái ngã mạng của mình làm cho mình tổn phước, nặng hơn là cái người tổn phước sắp chết đây. Cho nên mình trở thành bất hiếu. Thành ra khi sư cô nói như vậy đó, thì sư cô nói là suy nghĩ đi, rồi sau đó sư cô với hai vị sẽ trao đổi trở lại. Thì cuối cùng hai người nhận ra. Và sư cô mới nói đây, mẹ còn nằm trên mặt đất đây, mình còn đây nè, quỳ xuống sám hối đi. Để mà trong lòng của mình á, không có tạo sự tổn phước cho mình. Và hãy thương xót cho cái người muốn ăn mà không ăn được. Đó là cái dấu hiệu người ta sẽ chết mà. Đó là nó bắt đầu, nó chớm cái con đường đi vào cái chết mà. Nó là con đường tuột dốc đi đến cái chết mà. Và đây là mẹ của mình mà mình không thương để nâng đỡ, sao còn giận sao? Giận vì cái ngã mình lớn quá. Mình nghĩ là mình đã chắc chiêu, mình đã chịu khó mà mình đã làm hết lòng đưa lên mà không ăn, nghĩ có tức không chứ? Rồi người ta không ăn được, ta còn khổ hơn mình nữa. Mình nuôi cái ngã của mình, còn người ta phải nuôi cái thân, người ta tới nuôi không được mà mình không thương làm sao? Nhiều cái bệnh của tâm dữ lắm, nó nằm trong cái ngã ghê gớm lắm. Nào quý vị, này sư cô nói nè, ngay quý vị mà có cha mẹ già, mấy vị khuyên cha mẹ già không nghe cũng giận má luôn nữa à. Con nói má không có niệm Phật đó, má tu thiền cho con. Má nói không con ơi, má niệm Phật mấy chục năm quen rồi, mày bắt tao tu thiền, tao có biết thiền là gì đâu. Nói hoài không nghe cũng giận. Vì thấy chưa? Đây vì mình không có thật tình thương má. Mà mình đây đó là muốn sai xử má. Cho nên mình không phải đưa ý kiến, mà mình đưa một cái quyết định, không theo là bỏ. Vì thấy cái ngã mạng mình nó ác không? Mình vẫn là con của mình nè, cũng vậy, mình cũng ứng xử vậy. Và đến khi nó chịu đựng không được, mà nó phải đi đến cái chuyện hủy hoại cái đời đó, lúc đó tỉnh không? Quý vị nghĩ cái ngày cái đứa con mình nó tốt nghiệp nha, ra lãnh nó bằng cấp thành bác sĩ, về nhà đãi một cái tiệc nhỏ vậy, ăn uống xong xuôi rồi, thì tới cái giờ đó, cuối đó, giữa mặt những người thân đó, nó đem cái bằng cấp lên, mới tặng cho ba má. Đây là cái mà ba má cần, và con đã tạo được, bây giờ con dâng cho ba má. Và kể từ nay, thì con xin sống cuộc đời của con. Hai ông bà không hiểu gì hết, nhưng sáng hôm sau nó đã treo cổ chết rồi. Tại vì ba má nó muốn học ngành y, và thúc bách nó học ngành này, và nó học cho xong, và nó coi như đây là báo hiếu, và từ đây cuộc đời nó giải quyết. Nó giải quyết bằng bước đường cùng. Cho nên chúng ta phải thận trọng trong cái tâm của mình. Khi mình thấy rõ được như vậy thì giữa đôi bên nó nhẹ nhàng. Vì như vậy cái giờ mà mẹ mình lâm tử yên ổn. Còn nếu không đó,
Mỗi khi vào thăm, bưng thức ăn, lòng thì vui vẻ. Nhưng khi thu hồi cái thức ăn đó là nó nặng nề. Và người ta cảm được cái từ trường đó. Cái người mà nó sắp chết, cái cơ thể nó suy yếu, tâm rất nhạy. Bởi vì một cái từ trường như thế nó ảnh hưởng. Vậy hiếu ở chỗ nào? Nên nhớ rằng khi mình khỏe mạnh, cái năng lượng về tâm của mình rất là mạnh. Còn cái người ta bệnh đây đó, thì cái sắc pháp nó đã suy rồi. Cho nên là những cái năng lượng tiêu cực của nó nhiều. Bây giờ khi mà mình đưa cái năng lượng tiêu cực mình nhiều, người ta cảm thấy nặng nề, người ta cảm thấy suy sụp, người ta biết rồi. Đâu cần mình phải nói ra. Cho nên cái báo hiếu mà cho ăn, cho uống, cho thuốc, cho men, săn sóc 50%. 50% còn lại mình đã làm cái điều đó bằng cái tâm gì, với năng lượng gì. Sơ sẩy một chút là tổn phước. Tổn phước lớn lắm. Tại vì nó đưa đến cái giờ lâm chung. Và sư cô cũng nhiều lần giải thích. Khi giảng về tâm sân, sư cô giải thích. Khi người thân mình mất, mình khóc, mình đau khổ lắm. Nhưng mình có biết rằng khóc là khóc bằng tâm sân không? Và tại sao mình khóc? Là bởi vì cái gì cũng má, cái gì cũng ba, đều nương tựa vào cha và mẹ hết. Cha mẹ là cái nguồn sống của mình, hay nói rõ hơn là cái bình sữa không bao giờ cạn của mình. Bây giờ cái bình sữa này nó rớt xuống cái bụp, nó bể hết rồi, không còn sữa nữa, thì mới khóc. Khóc bởi vì không có sữa để uống nữa mới khóc. Hết nhờ cậy được rồi. Muốn đi chơi cũng gửi con cho ba má. Hết tiền xài cũng gửi cho ba, cũng xin ba má. Mắc nợ cũng xin ba má. Nguồn sữa mà. Hết nguồn sữa đó cho nên phải khóc. Cái thứ hai nữa, biết rằng đây là người ân người nghĩa của mình, mà ân nghĩa mình không có vẹn toàn. Muốn làm cái này cho ba má, chưa kịp làm đã chết rồi. Và có khi tánh mình nóng nảy, mình tham lam, mình đòi hỏi quá đáng. Mẹ giữ con đã 6 ngày rồi, ngày Chủ nhật đi chùa. Mình nói má ơi đi chùa cũng vậy, ở nhà nghe cái thâu văn nó khỏe hơn. Má vừa làm được hai việc, vừa giữ con cho tụi con đi chơi một chút, vừa cũng nghe pháp được một chút, lưỡng toàn lắm là má không chịu. Má chi đưa thân chi tới cực khổ vậy. Cái miệng nói khéo vô cùng, nhưng mà bên trong lợi dụng. Bây giờ nghĩ lại tội nghiệp má quá. Mình rước thầy tới chi tụng vậy, phải chi hồi đó cho má đi chùa, má tạo phước giờ đỡ khóc vì ân hận. Thì thấy rõ chưa? Và cái khóc trong cái giờ này đó, nó là thêm cái gánh nặng cho người ra đi. Cái này sư cô giải thích rồi. Vậy có hiếu hay không có hiếu? Vậy làm đúng hay làm sai? Tự chúng ta xem xét lại. Và như vậy là mình có mặt trong cái giờ lâm chung của má mình, đem lại lợi ích hay không đem lợi ích đã thấy rồi. Và cái này là tội hay phước cũng thấy luôn. Đấy, tội hay phước trong cái giờ này, mình đứng tại đây nè, tội hay phước là thấy rõ. Sư cô gặp một cái trường hợp. Cái ông này á, là con trai lớn. Thì khi mà bà già đau á, là ông cũng đã chuẩn bị cái hậu sự rồi. Mà sao hấp hối lâu quá à. Đi ra rồi đi vô, đi ra, nóng nảy. Mà chị ổng, rồi em ổng, rồi vợ ổng nói: anh không có được đi, không có được đi, phải ở đây. Chừng nào mà má trút hơi thở cuối cùng đi lo gì thì lo. Còn ổng là lo để đi đặt cái hòm, để đi lo tất cả những đồ liệm đó. Mà bây giờ nó chậm một chút rồi, nó đi một chập rồi, nó tối rồi làm sao. Cho nên cứ đi ra, rồi đi vô, đi ra, rồi vô, dòm thử coi sao bà chưa đi. Người rất là nhiệt tình, người rất là tích cực, người rất là có trách nhiệm. Nhưng mà chị nhớ công việc của mình chứ.
không có thương má trong giờ hấp hối. À, có những cái rất lạ như vậy. Và cái này nói sâu hơn đó là do mình có phước hay không thôi. Cho nên người ta sống với nhau đó, người ta có thể rất tốt với nhau, nhưng mà về tâm linh đó, chưa có trợ duyên được cho nhau. Thành ra có khi những cái điều tốt này đó, nó đem đến một cái sự hụt hẫng về tâm linh. Đấy, người ta đang hấp hối thì trời nào đi, mày cứ đi ra ngõ, đi vô ngõ, đi ra ngõ, đi vô ngõ, ngồi không yên. Ngồi không yên, muốn mau chóng cho xong công việc, bị mấy người này ràng lại. Để cho má nhìn mặt lần cuối cùng, mình nhìn mặt má mình lần cuối cùng, mà không nhìn hoài chứ, nhìn hoài rồi để coi cho bà chết cho lẹ. Rồi chưa nữa rồi có trường hợp rồi nữa, con về tề tụ đông đủ hết, và mỗi lần mà má thiều thiều cái gì để có lỗ tai nghe, là bởi vì má chia hết rồi mà không biết cái phần cuối cùng này đó còn bao nhiêu để lại cho đứa nào. Đây là sự thật. Và như vậy những đứa con mà đến trong giờ hấp hối để chờ nghe cái tài sản cuối cùng, vì thể bất hiếu rồi có hiếu thấy rõ, nó là gánh nặng. Cho nên để chúng ta thấy cái gì? Để chúng ta thấy tất cả những chúng sinh đều sinh ra do chính nghiệp của người đó. Còn mẹ cha này, anh em này, chồng vợ này, nó là cái cộng nghiệp. Có phước thì cộng nghiệp lành với nhau, nó đi hết cuộc đời. Không có kia, không có đầy đủ cái phước thì nó đứt quãng. Cái này để cho mình nhận ra cái gì? Mình nhận ra rằng đó, không phải có con là có phước, không có con là vô phước. Không. Nếu mình có phước thì cái giờ cuối của mình đó, có những người người ta xuất hiện để làm cho năng lượng lành của mình tăng lên. Còn khi mình thiếu phước đó, thì chính những đứa con rứt ruột mình đó, đẻ ra đó, nó không phải là người xấu đi nữa, nhưng mà cái giờ phút đó nó không biết thì cái năng lượng xấu cho mình. Còn nó ác thì chưa tính đâu. Thì thấy rõ chứ, tất cả là do phước của mình. Cho nên là sư cô đây rồi cũng lặp lại để nói vậy, trong hoàn cảnh này để nói rõ hơn vậy. Chúng ta sống không phải để làm vui lòng bất cứ ai, không phải đâu. Cao chê ngọng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Mình sống làm sao đó cũng có người khen kẻ chê, mà chê thì nhiều mà khen thì ít. Vậy chẳng lẽ chúng ta sống để nô lệ cái lời khen tiếng chê sao? Cho nên con đường tâm linh chúng ta đó là chúng ta sống để làm thế nào đó những pháp thiện và thiện trí chúng ta được phát, chứ không phải để nô lệ cho bất cứ ai. Vì cái sự nô lệ này sẽ đẩy cho chúng ta vào phiền não. Khen quá nó phỏng cái lỗ mũi lên, ngã mạng nó tầm. Nó chê nó làm cho xẹp lép xuống thì nó cũng khổ. Tự tôn mặc cảm, tự ti mặc cảm đều là cái kẹp để nó kẹp chặt mình lại cái chỗ đó. Phiền não thôi. Thành ra chúng ta sống, cái định hướng trong cái đời sống chúng ta, làm thế nào những cái pháp thiện và thiện trí trung tâm chúng ta có cái cơ hội để mà nó phát sinh lên. Phát sinh lên rộng rãi. Đấy, cái mục đích sống của chúng ta là gì? Còn ngoài ra pháp thế gian đó là chúng ta đều nô lệ lời khen tiếng chê hết. Đều nô lệ hết. Thấy người ta chê buồn lắm. Thấy người ta hiểu lầm mình buồn lắm. Người ta khen mình có khen trật cũng sướng. Tại vì khen mà. Ai cũng muốn người khác khen mình. Tất cả những cái đó đều là quế nhiễm trong tâm của mình, phải thấy rõ. Mình thấy rõ đi chi? Để thấy là pháp gì trong tâm mình khởi sẵn. Hằng ngày mình nuôi dưỡng cái gì? Và khi mình nuôi dưỡng những cái năng lượng lành này, thì cái giờ ra đi đây chúng ta không lo. Chúng ta sẽ biết con đường của mình. Như vậy cái tâm tục sinh này, trong cái từ mà thuộc về Pali của nó là Patisandhi, nó có nghĩa là nối liền.
Thì chúng ta nhìn đây, từ cái chỗ nè, cái cảnh cận tử này nè, cảnh cận tử này mà nó chuyển qua trong cái tâm trục sinh thì nó là nối liền, nối liền cái kiếp sống cũ với kiếp sống mới. Chị thấy chưa? Nó bắt cái cảnh này. Và cái cảnh, một trong ba cảnh này mà nó bắt cảnh nào á, thì nó để đi suốt cái kiếp sống cho đến giờ nó chết. Tức là cái tâm tử này nó cứ diễn ra liên tục, bắt cái cảnh đó. Và mặc dầu đó mình tái sanh bằng cái tâm thiện, tức là tâm thiện nó sẽ tái sanh đây. Một là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây, tám tâm quả thiện đây, tái sanh bằng cái tâm thiện đây. Nhưng mà khi mình tái sanh bằng cái tâm thiện thì cái giờ mà tái sanh đó, giờ tái sanh đây thì cái tâm thiện nó xuất hiện. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, khi cái thiện nó tái sanh đó, thì những cái pháp mà nó thuộc về đó, cái sở hữu tự tha, xúc thọ tưởng tư, nhất hành mạng quyền tác ý, thì trong sở hữu tưởng của nó, mặc dù nó pháp thiện, nhưng mà trong sở hữu tưởng của này, nó chứa hết cái này, chứa luôn cả hai cái. Cái camera này nó ghi lại hết, thiện cũng như bất thiện nó ghi đầy đủ. Vì vậy mà khi chúng ta tái sanh, mặc dù tái sanh bằng tâm quả thiện để làm người, dẫu là người tật nguyền trong bụng mẹ đi nữa, nhưng mà hai cái pháp này nó vẫn có đầy đủ hết, chứ không phải chỉ có một. Cho nên nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, mà người ta nói nhân chi sơ tính bổn ác cũng có. Là tại vì nhân chi sơ tính bổn thiện đó, là cái lúc mà tinh cha quyết mẹ phối hợp với lại cái tâm quả tục sinh đó, thì nhân chi sơ tính bổn thiện. Cái thứ hai nữa là nhân chi sơ tính bổn ác, là khi nó chào đời đó, quý vị thấy nó khóc trước tiền. Thấy rõ chưa? Là pháp gì đây? Pháp bất thiện, tâm sân. Đứa nào cũng khóc bị quánh à? Quý vị thấy người ta đỡ đẻ ra ha, chung ra rồi cái nắm hai cái chân này, cái đầu chút xuống vậy là mới lấy cái đồ ấm đó hút cái nước nhao nhớt đó, hút ra. Mà đứa nào khóc thì có cước, đứa nào không khóc đó, bếp vô trong cái đít đó, bếp vô trong cái đít đó, khóc lên là mừng, không khóc mới là vui. Nhân chi sơ tính bổn ác, nói cái nào cũng đúng, nhưng mà nó đúng cái chặng này, đúng cái chặng này. Mà cái chặng sau này đó là do cái sở hữu tưởng này đó, nó bao gồm cả hai cho nên nó xuất hiện. Đôi khi nó xuất hiện vậy đó, có những cái đứa trẻ đó, khi mà nó ra đời nhá, sư cô nói hai cái sinh nhá. Cái sinh là cái nó hoài thai trong cái bụng mẹ, là cái chỗ này là tâm tục sinh nè, lộ tục sinh nó nằm ở đây nè. Chứ chưa nói nó ra đời. Nó ra đời phải sau 9 tháng 10 ngày nó ra đời. Thì khi nó ra đời rồi, nó hiển lộ rõ ràng hai cái dòng nghiệp của nó. Vì thế không? Có những đứa đó là từ trong cái thai bào đó, mẹ nó làm lụng dễ dàng, ăn uống dễ dàng, ngủ nghỉ dễ dàng, không trở ngại gì hết. Bởi vì cái duyên của nó với mẹ nó là thiện gì, cho nên có bầu có khi khỏe hơn, ăn khỏe hơn, ngủ khỏe hơn, làm khỏe hơn, lạc quan hơn, là do cái phước báo của nó với mẹ nó cộng lại. Còn có người đó có bầu xong ăn không được, khó ăn, khó ngủ. Quý vị thấy, sư cô thấy có người có bầu cái đứa con đó, mà nó nóng ở trong người, cho đến độ đó bà mặc chỉ có đồ lót thôi, bà nói ông chồng đó, anh xách cái xô nước anh dội trên đầu em vừa tưới đất rồi nằm chỉnh chỉnh dưới đất đó. Hả, nó vừa hơi rút nước một cái là sôi lên cho nữa mới chịu nổi, vô máy lạnh nó không chịu, mới chịu nằm sôi nước lên vậy. Vì thấy pháp gì, ăn vô ói ra, ăn vô ói ra, ăn vô ói ra, ngủ không được, nó đen, nó nằm ra. Đó là trong bụng mẹ, nó ra khỏi bụng mẹ có đứa bồng lên cho cười, ai cứ cũng cười. Bởi vì nó là thọ hỷ, ở trong bào thai nó đã cười, ai vỗ vỗ kêu cái cười, thấy mặt ai cũng cười, sinh ra với cái tâm thọ hỷ này.
và rất là lanh. Còn nhỏ vậy chứ ngó cái gì, ngó chăm chăm biết. Thiện thiện trí nó phát sanh. Ăn uống dễ dàng, ngủ nghỉ dễ dàng. Thì đói quá ẹ ẹ mấy cái má chô bô ninh, không có khóc dai, không có mà lẳng nhẳng khóc hoài, không có cái đó. Còn nó lẳng nhẳng nó khóc hoài ở đây, thấy cái cộng nghiệp rõ ràng, hết sức rõ ràng, thấy cái nhân duyên với nhau nó rõ ràng. Rồi khi nó lớn lên cũng vậy, không biểu nó cũng tự học lấy, không biểu nó vẫn tự làm. Nó tự làm, nó thấy mình ngồi lặt rau, nó biết đi lấy cái rổ, tự làm, tự quét nhà, cái chổi cao hơn nó cả khúc gì nó vẫn quét nhà, rồi phải đi sắm cho nó cái chổi để nó quét nhà. Chưa biết nói ứ vậy nè, mà trời mưa mẹ nó đem quần áo vô, nó khóc, chừng nào mà xếp đàng hoàng ngăn nắp để lại nín. Đây đó cái phước nè, quý vị thấy không? Thấy chưa? Thấy cái cộng nghiệp nhau chưa? Rồi đến khi nó lớn lên á, mà nó thuận với mình á, mình chưa nói nó biết ý mình, nó làm điều lành không? Mà khi nó không thuận á, mình nói điều lành nó làm điều ngược lại. Thì mình phải coi từ những cái giai đoạn nó nằm trong cái bụng mẹ cho đến khi nó lớn lên vậy đó, thì mình biết nó đến đây là cái duyên thiện nó bao nhiêu, mà duyên bất thiện nó bao nhiêu, để mình không đau khổ. Cái đạo Phật là cái đạo mà chỉ cho chúng ta đó, đừng khởi sanh sự đau khổ. Mà có đau khổ rồi thì để cho cái đau khổ nó đi qua, đó là cái đạo Phật. Và chúng ta thấy như vậy để biết mà, để biết từ trong cái thai bào, từ trong cái tục sinh này nó đi như thế. Và chúng ta thấy một cái điều nữa, trong thập nhị nhân duyên là cái con đường đưa đi luân hồi đó, thì chúng ta thấy cái tâm tục sinh này, cái thức tái sanh nó nằm ở cái thứ ba, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, nó nằm thứ ba. Lần sau sư cô sẽ giảng cái phần thức này để cho thấy cái thức tái sanh nó như thế nào. Như vậy chúng ta thấy vậy nè, đây nè chị nè, vô minh mới duyên hành, hành mới duyên thức. Như vậy trong cái thức này nó mới đưa đến tái sanh, bởi vì nó còn chứa cả hai cái dòng nghiệp này, nó mới đưa đi tái sanh. Chúng ta cần biết rõ cái điều như thế.